Alo, alo. Yes. Vâng, xin chào toàn thể anh em đã đến với các buổi livestream ngày hôm nay trên fanpage của game thủ về lớp. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có kèo solo doom giữa anh lớp và nô một. Rất mong anh em hãy ủng hộ cho anh lớp bằng những nút like, những chia sẻ. Buổi chiều ngày hôm nay thì team của Hà Nội có sự góp mặt của đội trưởng về lớp thì cũng đã có chiến thắng rất là thuyết phục trước team Thái Bình với tỷ số là 9-1 về trận và 3-0 về C. Một chiến thắng hủy diệt. Một kèo thi đấu mà chúng ta được đánh giá rất nhiều anh em bảo là cửa rưỡi đánh cho đồ bàn hiểu thôi. Ở Rome và Pơ là quân trong cái trận đấu này. Anh em check tiếng mic tiếng game của em xem mọi thứ ổn chưa? Ở cái tiêu đề lúc đầu thì em ghi sai một chút nhá. Bây giờ kèo thi đấu này là cuộc đối đầu giữa anh lớp và nô một. Cũng nhân đây thì xin gửi lời chúc sinh nhật đến Facebook Gaming cũng nhờ OTA Network tròn 2 tuổi. Trong khoảng thời gian nhân dịp kỷ lễ ngày sinh nhật này thì rất mong anh em hãy tiếp tục ủng hộ cho các em thủ chúng ta để có thể mà đội tốt và cũng như là nhận được những cái phần quà đến từ Facebook Gaming. Hôm nay anh em có xem kèo 44 giữa team Hà Nội và team Thái Bình không? Ở trước kia nếu mà anh em có thể để ý là những cái cuộc thư hùng của Hà Nội với Thái Bình thì thực sự là nó rất là cháy bá cháy. Rồi mọi thứ đã ổn rồi. Vài Roman mà chúng ta có thể thấy là có một mỏ quả phụ rồi. Bảy hiêu, hai bảy hiêu và cũng như là đôi con voi để có thể cầu về, có đồ lùa về trong trận thiếu này. À, kèo thi đấu 44 thì buổi chiều hôm nay thì chúng ta có chiến thắng với tỷ số là 3-0 về C và 9-1 về trận. Anh em nào mà không có thời gian theo dõi thì có thể xem lại ở các page. Này, chết luôn này. Con voi. Anh em like chia sẻ mạnh nhá, để ủng hộ cho anh lớp nhá. Hai mươi ba phần trăm và đồ bàn là giò khá ít dành cho bài Persian. Vậy là một bài Persian mắc bình dành cho nô một. Và nghe nói là hôm nay anh lớp ép đời khá tốt trong cái kèo thiếu 44. Nhưng trận thiếu ép đời sớm và chém cho đồ ăn tung đít. Tránh Nguyễn Thanh Bình. Ở giờ đây thì có vẻ như là dịch cũng sắp hết rồi và công việc cũng như là mọi thứ đã chuẩn bị về với cái nếp sống hàng ngày. Nó lại tất bật và ồn ào và hối hả. Không còn những cái tháng ngày mà dị dịch nhàm chán nữa. Ôi trời, trời. Hùng Black này. Hà Nội thắng anh ơi, lại bảo thua. Khó chịu. Thắng 3-0 với C đấy. 9-1 về trận. Hiểu luôn. Đúng rồi, hôm nay anh em thắng trước team Thái Bình. Những cuộc đối đầu với team Thái Bình hay là Game TV bây giờ là Ego thì chắc chắn là những cái team mà
có thể nói là khác, có thể nói là đối đầu như kiểu là hai hai thái cực khác nhau, nên là những cái chiến thắng thì anh em thường ăn mừng rất rất là to. Ok, ok Hùng. Hôm nay thì anh em cũng đi uống một chút thôi. Có thể mà còn giữ sức để có thể thi đấu những kèo thi đấu buổi tối nữa, khi mà buổi tối vẫn còn những kèo thi đấu. Đi ăn mừng. Lâu rồi. Cũng lâu rồi không có những kèo thi đấu 4-4. Ở hôm trước thì ở Thái Nguyên gần hơn một tháng thì ông không không xuống, ông mất hút đâu. Thì ông ở về thăm cái gì? Bắt đầu đi con giò, đồ bạn là Persian cặp kè anh ơi. Persian đã hóa đời ba rồi. Rất sớm, một pha về khá nhanh dành cho đồng một, và đồng một đang là người muốn bắt con giò chúng ta. Nhưng mà cái vị trí giò, con giò đứng là quá khó chịu dành cho anh lớp. Liệu có ăn được hết cái đống đông dân này không, khi mà con giò chúng ta đã có đầy đủ công giáp đầy đủ rồi. Nó khá nhói. Chúng ta là một bài lên đời 2 ổn, nhưng mà đời 3 thì lên đời muộn hơn so với đồng một khá nhiều. Vậy là con giò anh ơi, cẩn thận con giò chúng ta. Con lạc đà của bạn đến. Vậy là mất con giò rồi. Bù lại chúng ta cũng đang được khá khá lượng nông dân của game thủ đồng một, người cầm Persia. Chào anh Mạnh Hùng nhá. Chào tất cả anh em. Em thì đã quay trở lại sau một tháng trốn dịch. Đợt về nhà định về quê thăm bố mẹ một chút thì đúng về hôm trước về quê một chút thì họ bị cấm luôn. Cấm rồi rời khỏi nơi cư trú luôn. Không công không giáp, vậy là chắc chắn đội bạn sẽ là người mà chuyển sang con công A sớm rồi. Không 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 giáp dành cho người cầm Persia. Vẩy e để bắt con giò nhưng mà vẫn chưa hở, vẫn chưa hit, vẫn hở một chút. Có bánh xe dành cho anh lớp. Đây là trận thiếu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đang cố gắng ra ruộng. Lâu một. Được không? Mong là sẽ được con lạc đà này. Được không? Vậy là bàn đen luôn trong trận đấu này. Họ đang cố gắng câu kéo thời gian để có thể ra cho mình. Đó là có lẽ là một tên mà nâng cấp những con cung A hai áo dành cho người cầm Persia. Chắc chắn rồi, Persia nếu mà không lên đời quá đột biến, không ăn hit được đối phương thì chắc chắn phải chuyển sang con cung A. Bởi vì đánh trâu chém thì trừ khi là thời điểm đầu phải ăn được tầm khoảng gần 10 con nông dân. Đó lợi thế quá nhiều rồi. Đồ bạn muốn chơi trâu chém không thì bắt buộc phải chuyển những con cung A để chống lại phù của đối phương. Và đúng là đồ bạn đang chuyển sang những con cung A. Một tơn lọt vào nếu mà ăn được thêm dân, và dân là không có bánh xe nha. Tơn này sẽ tách ra những con chém ra để có thể ăn những con nông dân của đội 1. Đội 1 đang có những tình huống bảy e để giữ những con nông dân, nhưng ở mỏ gỗ đang lọt vào một con chém công giáp. Bằng bây giờ cứ tách chém ra thôi. Dân là không có bánh xe nên các việc mà chúng ta sẽ ăn được cực kỳ nhiều dân của đội bạn. Bắt đầu có cung A một áo, đội bạn đang để nằm xuống cực kỳ nhiều những con nông dân của mình. Cực kỳ nhiều những con nông dân của mình. Tham lai của lớp là 34. Anh đang cố gắng để ăn những con nông dân của bạn. Đi vòng không anh? Hình như là hậu đàn đã bò xong kín nhà rồi. Thế nhà của nô 1 đang là khá kín. Tăng chiếc nhà BL thứ hai. Ở đây chắc chắn là phải xin dân và cũng nhà có những cái công nghệ dành cho những con quân của mình. Vâng, ăn được khá khá nhiều những con nông dân của nô 1. Bây giờ đánh to khỏe thôi. Roman nếu mà chúng ta ăn được nhiều những tân quân của bạn thì cũng không hề sợ một bài Persian. Được, vâng, hóa luôn dành cho ông ta. Hóa chào luôn. Hôm nay anh đang rất bay khi mà có những cái chiến thắng rất to giá trước team Thái Bình. Và bây giờ đó là cái tiền đề để chúng ta có thể bay cao trong buổi tối ngày hôm nay. Cố gắng nào, đội bạn đã chuyển sang những con cung hai áo dành cho người Persian. Thế nhà là khung đét đẹp dành cho người cầm Per. Kìa, vẫn còn dân ăn hoang bên ngoài dành cho người cầm Per. Sẽ là những con nông dân bị hóa màu. Persian lực là cực kỳ khỏe khi mà vừa ăn hoang vừa ra ruộng. Chúng ta đang đợi. Đội bạn cũng không quá khỏe đâu khi mà mất rất nhiều dân rồi. Tính tổng lại cũng bây giờ cũng mất tầm khoảng 3 con nông dân, và bây giờ tầm khoảng 4 con phù đây, mà phù đỏ thì nó sẽ cực kỳ ok. Phù được hai con lạc đà này không? Khi mà hai con vẫn được một con lạc đà, chúng ta giật lại một chút. Chết rất nhiều những con lạc đà. Bây giờ sẽ là tình huống nâng cấp những công nghệ gỗ đang rất nhiều dành cho anh lớp. Vàng chúng ta cũng đang bị tắc một chút, những con nông dân ăn vàng.
bù lại máu cho những con nông dân. Và tham lai chúng ta là 47. Và tham lai này là một tham lai đi dành cho người cầm Roman. Phù luận hai con cung ạ. Cẩn thận. Vâng, tuần này chúng ta khả năng lớn là bị bắt. Không bí một tuần. Vâng, một tuần mà đồ bàn đi công làm cho chúng ta mất tay. Chúng ta quá đen dành cho anh lớp trong tuần này. Quá đen. Tuần này chuẩn là phải làm phải được hai con cung A rồi. Bây giờ có chuyển sang những con chém không hay là gì đây? Anh vẫn đang chơi những con sọc đơn thôi. Gỗ đang khá nhiều. Tham lại 42. Vâng, đồ bàn đẩy luôn dành cho Nomod. Nomod đang có một cái thế nhà ổn và cũng như là bị mất khá nhiều những tân quân, nên là Nomod đang muốn đẩy để lấy lợi thế. Một pha mà Nomod đang quẩy e phải chú ý tân này. Cái thế đứng của Nomod là khá khó chịu, nhưng mà đây là những con sọc đơn công 4. Liệu có ăn được không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Thì đây rất gần với nhà quân của anh lớp. Và đó là cái điều kiện mà chúng ta có thể tiếp viện thêm những tân quân để có thể bắt tân quân đi công của Nomod. Làm lại chúng ta tụt xuống chỉ còn 32 thôi. Nomod cũng đang có những cái khoảnh ruộng cực kỳ ấm. Rất ấm. 32. Lượng vàng chúng ta đang không có để có thể trâu chém. Cái mỏ vàng hơi xấu một chút, nhưng mà bên cạnh nhà chúng ta đó là 3 mỏ vàng, có thể ăn được. Tham lai đó là 37. Vâng, tham lai chúng ta vẫn đang đi nhá. Nô 1 không có dân đâu. Nô 1 là một bài mà bị bắt nhiều dân nên là không có dân. Vâng, bây giờ anh bắt đầu ăn vàng để có thể chơi chém. Nếu mà chúng ta không ăn vàng thì không thể sóc chém được. Rồi, đấu chém thôi. Vâng, rất vẫn đang rất nồng quần dành cho đồ bạn. Tơn này liệu có chơi được vào không? Vâng, họ đã quẩy e rồi. Tơn này ai bắt ai đây? Một pha điều những con sọc đơn. Không biết là đồ bạn đã có cái giáp 4 chưa? Tơn này nếu mà có giáp 4 thì đồ bạn hoàn toàn sẽ bắt được những tơn sọc đơn chúng ta. Vậy là chúng ta để mất những cái tơn sọc đơn đi công rồi. Còn một tơn mà đồ bạn lại tách những con cung A là quá khó chịu dành cho Nomod. Nomod đang có những tình huống tách cung A là cực kỳ khó chịu. Những tơn này sẽ làm chúng ta bị mất tham và cũng như giảm lượng lực để chúng ta không thể ra đều được quân. Khó chịu dành cho Nomod. Những tơn cắm ship. Với cái việc mà đánh cung A thì những con cung A sẽ rẻ và nó sẽ rất dễ để ra quân. Tham lai 34. Nomod chắc chắn là những tình huống mà sẽ tiếp tục là cắm cờ thôi để chơi vào nhà chúng ta bằng những con cung A. Tham lai 36. Lại tiếp tục công lên bằng 10 con cung A. Đi lẻ bắt chúng ta về thế thủ, không đi công và không tích được. Tơn này là phải ăn được. Phù được một con đi. Phù được một con cung A. Không phù được. Vẫn chưa phù được con cung A nào. Đang đảo chém và cũng như là áp sát được con cung A. Con cung A vẫn đang khá cơ động. Thì đang hit and run. Nhưng mà nó cũng phải nằm xuống rồi. Khi mà đó là những cái tơn chém công 4. Nó sẽ cực kỳ nhói trong tuần này. Một pha giải e dành cho anh lớp. Khi mà những con chém mà áp sát được con cung A đi lẻ như vậy thì chắc chắn nó phải nằm xuống rồi. Hoàn toàn để xin thêm phù. Khi mà anh em có thể thấy lượng vàng của anh lớp đang cực kỳ nhiều. Đồng vàng đang hơi nhiều. Tạm lại 35. Đầu bột liệu có những cái tình huống mà ra được dân không? Ba mươi chín là tham bài chúng ta. 3L 4L nhưng mà chưa thể sóc đều được. Có thể sóc thêm P nữa, hoàn toàn nên sóc thêm P. Tạm bài của bạn đang đi lại nhá, đang đi lại nhá. Cung A đỡ ta là cực kỳ nhanh thôi. Và cũng như là cái lượng lực mà đồ bàn cơ cấu sẽ ra rất ổn. Đang ghen e để xem đồ bàn có đi một tân quân đã hảo không. Chưa thấy đâu cả. Hình như đâu một đang tích tân cung A. Tham lai 44. Có vẻ như đâu một đang sau những cái tơn đi công để có thể có lợi thế, thì bây giờ nó muốn đang muốn tích cung A và đánh chậm lại, đánh thủ tại nhà. Chắc chắn có những tình huống quậy e rồi. Được một con cung A. Đợt này có chơi được không? Khá nhiều những con cung A trong tuần này dành cho đồ bạn. Tham lai là 53.
đang cố gắng lọt vào trong nhà đồ bàn một tơn để đồ bàn mất tay dành cho người cầm Persia. Bắt đầu tách chém ra và đây là những con chém 4. Nó sẽ ăn được khá nhiều những con dân của đồ bàn đấy. Phải tách chém ra. Bên này có một con đồ dân đứng ở bên trong. Liệu đồ bàn có đi tiếp tục ăn được dân của đồ bàn. Tham lai 53 dành cho người cầm Persia, dành cho người cầm Roman. Đây rồi, một tấn công rất to của No 1 đang hướng lên trên nhà chúng ta. Phải chú ý những con phù nữa. Chú ý những con phù. Tuần này thì phù phải phù đỏ được tầm khoảng 3-4 con. Cẩn thận, nhiều con phù phù 1 kìa. Tiếp tục là một tình huống phù được những con cung A của đồ bàn. Và tấn này sẽ bắt được những con cung A của No 1. Nếu mà No 1 không để ý tấn này, khi mà những con chém bắt đầu áp sát được những con cung A rồi. Những con chém công 4 của người cầm Roman vẫn đang khá khỏe. Đồ bàn đã phát hiện ra một nhà BL. Chỉ cần câu kéo, cứ câu kéo thời gian thôi, không sao cả. Bắt được rất nhiều cung của đồ bàn. Tham lai nở ra con số 61. Roman thì việc phát triển và cũng như là nở dân, nở quân ra là khá đều. Tiếp tục là những tình huống tách chém và tờ này chúng ta bắt đầu công lên. Tờ này lọt vào trong ruộng của No 1 và cũng như đang muốn bắt tên cung A ở nhà rea của No 1 luôn. Bây giờ sẽ là những tình huống lọt vào, những con cung A đã hết rồi dành cho No 1. No 1 không còn nhiều cung A nữa và trong nhà đã bị lọt nhà. Tỷ số sẽ là 1-0 dành cho anh Lâm. Công Persian. Này thì chết này, nghi thì cung A này. Vâng, không công được tờ này thì cung A bàn cũng bị mất rất rất nhiều dân và cũng như loạn hết những cơ sở làm ăn. Đó là cái việc mà chúng ta ở nhà sẽ nở ra thêm rất nhiều những tên của chém để chơi vào những con qua. Phù vẫn còn, úi trời. Một BL ở trong vẫn đang sắp đều nữa. Ông một đang co cụm lại, không thể làm ăn được. Mỏ vàng đầu chúng ta đã hết. Đây, cung Nga chỉ cần lộ thiên thôi, chắc chắn nó sẽ chết. Và những con cung bị phù thì bây giờ sẽ bắn vào những cơ sở bò nhỏ của No 1. 4 BL đang sóc cực kỳ đều. Làm sao mà chống trả được đấy. Nữa này đầu 1 ơi. Quýt chưa? Quýt chưa? Quýt. Quýt dành cho đầu bạn. Còn cố gắng cầm cự à. Vẫn cố dành cho đầu 1 thôi. Quá cố rồi. Cố thế đủ rồi. Có sự cố gắng đến từ đầu bạn. Chống trả là cực kỳ quyết liệt. Nào, làm sao? Có 1 và tỷ số là 1-0. Một trận thi đấu chúng ta lên đời muộn hơn, nhưng mà con giò chúng ta hoạt động tốt hơn No 1. Một bài No 1 không lên công giáp cho con giò. Anh em thấy hay thì like và chia sẻ nào để ủng hộ cho anh Lớp. 1-0 trong trận đấu đầu tiên. Ôi, tao cũng đến với trận hiếu tiếp theo thôi. Được lắm à. Quá được luôn. Mắc xê. Mắc là gì đây? Mắc xê và Roman. Vâng, Mark và Roma. Quả vậy. Người ta hay nói anh Lớp là người đánh Mark C khá rất hay.
Liệu trận đấu này anh lại phát huy được cái quân sở trường của mình không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Hoàng tử Marseille à? Chào tất cả anh em, rất cảm ơn tất cả mọi người đã vào đây theo dõi cũng ủng hộ tranh lớp trong kèo thi đấu buổi tối hôm nay. Rất mong là anh em tiếp tục like và chia sẻ. Đâu ở ngoài có gì he he đâu anh ơi. Lúc đầu thôi. Nó hơi bị nhầm một chút, lúc đầu tiêu đề em sửa lại hết rồi. Anh em F5 là một tên nhá. Vâng, chào anh Đặng Trần Ninh. Chào anh nhá. Những bước đi dò đầu tiên thì vẫn chưa tìm thấy những con voi và những con hươu đâu cả. Chào anh kẻ vô tâm. Ồ, thế là không chưa thấy đâu cả nhờ. Đi dò khá rộng đấy và chưa thấy cái gì cả này. Đôi voi cho chúng ta. Một đôi voi cực kỳ xa đấy. Sau anh già. Chào anh Nguyễn Trọng Nam nhá. Chào anh. Một tình huống câu đôi voi. Bỏ hươu khá là dốc rách. Hơi khó để có thể ăn cái bầy hươu ấy. Bầy hươu đầu chúng ta sau rừng. Nào tình huống này nào. Phải gom chân lại thì mà đây là câu đôi voi. Gom. Yeah. Rồi. Khá mượt. Vâng, những tình huống câu voi không chết dần thì là rất mượt. Thêm một bầy hươu và một con voi nữa. Thiếu một chút đồ nữa. Chút đồ nữa. Bài này ép mắc thì có thể lên đời rồi, lực yếu lắm. Bài có thể khung rộng lại được. Những cái hàng e của anh lớp thì anh em có thể thấy là nó có chủ đích hết rồi. Đang muốn khung lại nhà của mình. Vậy là một bài mà chúng ta có hai bầy hươu, ba con voi. Con trai making Napoleon là hai à? Tên toàn tiếng Anh rồi mà em không biết đọc tiếng Anh nữa. Vâng, chỉ công một voi chết dần, hai giữa hai voi thì hơi khó để chết dần phải không em? Chịu đấy. Ở những việc khó thì anh làm được, những việc đơn giản thì đừng bắt anh lớp làm kiểu vậy. Cho những cái việc khó thì anh mới làm được. Rồi, phi thôi. Một chiếc nhà bé mà ăn được cả vàng. Bài nô 1 có vẻ cũng khá ổn, anh em có thể thấy cái chỉ số đến thời điểm này không quá cao cho nô 1. Màn hình đế chế mà bị bé tí là bị làm sao vậy à? Chắc là do anh em chỉnh ở cái màn hình của mình thôi. Ôi trời, cái gì đấy? Ôi giời ơi, nô 1. Vâng. Lên đời rất sớm và đi dâng L. Đóng được một L một A trong nhà ông ta luôn rồi. Rất khó chịu dành cho đồ bàn. Bài chúng ta đang định khung nhà lại thì nô 1 lên đời sớm và đồ bàn đi cộng. Đi ô bom luôn dành cho người cầm Roman. Vâng, rất giật mình một tình huống mà nô 1 công thẳng vào trong nhà ông ta bằng những con nông dân. Đóng hết những chiếc nhà điều kiện vào trong nhà của mình rồi. Nói kìa. Roman thì cũng là một bài mắc bình thì có thể ép đời sớm. Câu
Có, anh em nào có sao rơi cái gì có thì có thể tặng cho anh lớp nhá. Con giò đang chọc vào những con nông dân làm ăn của chúng ta là cực kỳ khó chịu. Hello anh Phạm Tùng. Nói rồi. Tình huống mà nhà có thể không được nhưng mà chúng ta chưa lên đời, đồ bàn đã dâng dần lên rồi. Quá chủ động thì cho đồ bàn. Đã hóa đời 3 dành cho người cầm đồ mạng. Không ăn được còn mất con giò. Con tê nó ở vị trí rất nhói. Bây giờ sẽ là một chiếc nhà bè bên này thôi. Vẫn hở nha anh ơi. Hở đấy. Nhưng mà con giò của đồ bạn, xin lỗi con tê của đồ bạn. Ok, cảm ơn anh đã tặng sao cho anh đâu. Nói thật, nổ một. Tham lại tụt xuống chỉ còn 19 thôi, nhưng mà đồ bạn công tê và yêu bom. Đánh theo kiểu thế yêu bom cho đồ bạn. Quá nhoi. Có. Có, và tỷ số là 1-1, chúng ta cũng đến với trận hiếu bản lề thôi. Có. Quân. Ôi dồi ôi, Kata. Kata Maxi. Ôi vậy đánh được, vẫn còn đánh được. Không quá tịt. Kata và Maxi. Nếu mà lên lại ôm bom của Maxi thì lại tươi. Một đều trong xe đấu đầu tiên. Các bạn lên đời sớm và đi ôm bom sớm quá. Kata và Maxi. Bài này nếu mà lực lực ổn và cũng như lên được đời sớm, chúng ta sẽ là người đi đâm y các kiểu, đánh tại nhà đâm y cũng được. Đồ bạn chắc chắn sẽ là những tình huống mà muốn chơi theo kiểu là đánh lờ, thủ y sau đó chuyển A. Vâng, cái tình huống đập E thì các game thủ không có ý kiến gì thì em ý kiến gì anh? Mọi người cũng không ý kiến gì. Em im lặng chắc anh cũng biết rồi. Đó là những tình huống tiểu xảo thôi. Ai đánh thế thôi, cãi nhau mệt ra. Bắt đầu thiết kế chiếc nhà BS để có thể ăn bầy hươu.
Đôi voi gặp luôn con sư tử. Mày yêu rất to và chúng ta sẽ ăn cánh chim nhà BS của mình. Số con robot đang cực kỳ cao, không biết là làm cái gì anh, làm cái trò gì đấy. Đều là bấm dân nhau, khó chịu nhờ con voi này. Sắp đến nhà ông ta rồi vì nó quay đầu mất. Quả là quả 7, à quả là quả 6. Không quả phụ chúng ta. Kích đời, ngoài kích đời 2 cũng khá ổn với bài 24 dân thôi. Để lên đời sớm, cái bộ đồ bản là Maxi. Nó sẽ có thế công, muốn công chúng ta dành cho bạn. Đừng nha, vâng. Rất tôi chỉ sợ những cái tình huống mà anh lớp câu voi về đến nhà gần nhà ông ta và nó lại quay đầu đi hút con dân khác thôi. Rất là sợ. Không biết tại sao thì game thủ khác không biết sao, nhưng mà riêng cái lớp tôi thấy rất nhiều tình huống mà voi đổi đầu. Đang chạy theo con nông dân câu mình lại quay đầu sang hướng khác để hút con dân khác. Có vẻ là nó thích thế thì phải. Mọi đồ ăn và các kiểu thì đang dồn lên là khá ổn dành cho chúng ta. Bắt đầu đóng chiếc nhà điều kiện. Sẽ là 3 dân đóng chiếc nhà BM cho nó nhanh hơn. Ngoài kích tầm khoảng 10-15. Rồi kích đời sang 17, 16, 17. Em tên Định, anh em bình luận của em là Định Già. Một mỏ vàng kín đấy, chúng ta có thể đánh đây vào một chiếc nhà BE nó rất là kín luôn. Chắc là có những cái công nghệ dành cho con giò của mình, công tác đầy đủ hay gì đây. Mỏ vàng cực kỳ kín luôn. Anh ấn F5 của em vậy á? Cái tiêu đồi lúc đầu nó là bị nhầm một chút, em điều chỉnh lại rồi, nó một rồi. Rồi, những con nông dân của Maxi đang nằm xuống là khá nhiều. Và đây là một thế nhà rất gần, nó rất thuận lợi cho cái việc ôm bom của chúng ta. Nô 1 đang là người đánh định đánh khung nhà trong cái trận thiếu này. Con giò không công không giáp dành cho Nô 1. Và tiếp tục những con nông dân của Nô 1 đang bị nằm xuống. Rồi, én con giò luôn. Vẫn giữ được con giò. Cái tiêu đề lúc đầu em bị sai, em sửa lại rồi. Thì nhầm tiêu đề thôi. Vâng, mọi sai lầm đều có thể sửa chữa lại được mà. Quay đầu là bơ mà. Anh em đừng cho em quay, không quay đầu. Đây, 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 đây. Giò của bạn đang đuổi theo những con nông dân, những con giò của chúng ta. Ý, chắc chắn rồi, con giò không công không giáp. Chắc chắn là Nô 1 muốn khung khung gậy nhà xong ở trong đánh khung tê. Để tránh cái trường hợp mà chúng ta đi công công y. Biết rồi đấy. Cái bài đấy thì chúng tôi biết rồi. Nhanh nào. Lạc đà lại tiếp tục ra. Nổ một tên thôi, chết luôn. Vàng không có rồi cho đồ bạn. Thủ y hay là sẽ chuyển A luôn đây dành cho Nô 1 khi mà không có cho mình đó là những cái công nghệ dành cho con giò. Lạc đà đang chạy. À đây 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 đây. Y đâm ở kia. Rồi.
rất nhiều dần giả sửa. À đây, đâu một à, làm gì? Làm trò gì? Định làm cái trò gì? Chết thêm một tuần dân ăn hoa. Và dân là không ăn vàng trong tuần này. Rồi, ở nhà chúng ta có giò nha anh ơi. Một e nào. Rồi, một e. Đây, một chém một giò. Cầm dân vụt luôn. Chắc chắn là chỉ có cái công thôi. Nếu cùng lắm mà không công không giáp là vào đây. Anh cầm dân anh vụt luôn. Đúng là khó hơn cùng tệ. Cẩn thận. Họ có cùng làm một áo. Đang bắn là khá rồi trong tuần này. Họ vẫn đang thủ được nhà nhá. Còn đang là người đánh lạc hướng, mở hướng khác. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Chưa được. Cái này thì bàn vẫn đang thủ được nhà. Chưa biết nào đâu. Chưa công được nhà của Maxi. Vâng, họ không có mỏ vàng khác đâu. Vâng, tuần này thì những con cung ca đứng bên trong đang khá nhói. Liệu có cung ca cung kèo gì không? Các bạn đang có thấy nhà không? Nếu mà cứ công vào cái mỏ vàng này thì bạn sẽ không có vàng để chơi cung ca. Không phải vội, họ chỉ có một mỏ vàng này thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải là người công được vào mặt tường này. Đánh chậm lại một tuần. Ông ta sẽ không thiêu quá nhiều vào đây. Xin một ca ra. Rồi ca cộng. Thêm một chiếc nhà BL và sẽ là những con cung tê bắn vào mỏ vàng của bạn. Đảo và để bắn vào những con cua mỏ những con nông dân. Chuyển vào được thôi. Và nó sẽ cực kỳ khác biệt. Không thể chuyển được cung ai áo dành cho đồ bạn. Thêm những con chém. Chứ lọt vào thôi là đồ bạn sẽ chết rồi. Bên dưới anh ơi. Cậu cỏ đã phải e trong rồi. Tôi đoán vậy. Đây rồi. Cậu này. Cậu đau lắm này. Trên dốc nữa. Này. Này thì cung à này. Này thì cung à. Rồi cứ cầu dần dần thôi anh ơi. Cẩn thận con ca. Không phải vội. Cầu đây đi. Hai con ca vào cầu vào cho nó đau. Cho đồ bạn hiểu luôn. Chú ý con ca nhé anh ơi. Rồi cứ bình tĩnh. Không phải vội. Đồ bạn đang định vào trong để phải e. Chúng ta cứ có ca các kiểu ra. E nhá anh nhá. Chuẩn bị e nhá. Kìa yeah. Con cung chúng ta đã họ đang bắn. Rồi cẩn thận. Ca. Vâng, cung A đang bắn đứng ở cái những cái mé thì đó là cái thuận lợi để chúng ta có thể cầu. Cứ cầu đi, từ từ thôi. Không phải vội. Cầu. Cầu cho đâu bạn hiểu. Này cung A với cậu này. Bắn. Cầu. Này thì cầu luôn. Chết luôn rồi cho đâu một. Không phải vội. Một màu vàng ngoài. Và định đánh cung A của chúng ta. 2-1 dành cho anh lớp. Chúng ta cũng đến với trận chung kết sớm dành cho đội 1 trong trận đấu đầu tiên. Anh em thấy hay thì tiếp tục like và chia sẻ nào. Nào, trận nữa thôi. Anh có linh cảm. Giác quan thứ 6 xiên. Correct. Ồ không. Cần quá. Cần quá, cần quá. Hai xe. Có đánh bài tàu không? Gố khá xa. Có mỏ hươu kìa anh. Vậy là không đánh bài tàu. Bỏ quà là thằng tắp rồi. Rất ổn thôi. Bầy yêu cũng đã có. Yuri.
Em xin những lượt like và những lượt chia sẻ để ủng hộ cho anh lớp nào. Thật nhiều lượt like, lượt chia sẻ nào. Hơi ít lượt like và lượt chia sẻ đấy. Anh em hãy like và chia sẻ lên thật nhiều trang hội nhóm để thật nhiều người vào đây ủng hộ cho anh lớp. Để anh nâu một nào. Thôi bởi hiệu đầu chúng ta đã về rồi. Đủ để thiết kế chiếc nhà bé đầu tiên luôn dành cho anh lớp. Còn like anh em nhớ để số lẻ nhá, đừng để số chắn. Không là nó về số mo đấy. Còn chia sẻ thì anh em cứ số chắn mà lên mà phệt cho em. Đâu có đang dò và chưa thấy thêm đồ gì ạ. Quả đầu quả 7. Đầu đầu 5 con. Đang cố gắng để lùa cái câu con voi này về đồ ăn cũng ổn rồi. Rồi con voi về. Quả này là quả 6 thì êm. Quả 5 thôi sao. Somos, đó là số lượng dân mảnh lớp chơi trong trận chiến này bắt đầu đóng chiếc nhà điều kiện nào. BM và VR đang được đóng. Vâng, một tình huống mà đội bạn cũng đang đi dò đến nhà chúng ta rồi. Bắt con dò được của nô 1 không? Không được, không có tình huống mấy ai đâu. Oh,
Rabbit Dad. Hai mươi sáu là tham lai chúng ta có lạc đà rồi. Đội bạn đang là người bắt được con giò và cũng như là đang công vào nhà chúng ta là cực kỳ gắt dành cho đội một. Một e nữa sẽ kín nhà trong trận đấu này. Kìa, bắt nào, rồi bắt được con giò đội bạn, nhưng mà chúng ta cũng đang thiệt hại khá nhiều những con nông dân, rất nhiều con nông dân chúng ta đang phải nằm xuống. Vâng, đội bạn đang đánh 2L và đang là người công vào nhà của ta. Cậu bị bục mất rồi, khó. Một bài chỉ ổn đồ thôi, còn đội 1 thì như là một bài mắc bình đánh 2L từ thời điểm đầu. Lên đời xong còn rất nhiều đồ ăn, anh em có thể thấy quay xong một khoanh ruộng rồi. Một bài xem của cha chỉ là một mỏ quả, một con voi, một bấy hiêu thôi. Chỉ ổn đồ để lên đời thôi, hơi khó để có thể đánh thắng trong trận đấu này. Thì một bài mà Seng mắc bình 2L. Vậy là chúng ta cùng đến với trận chung kết trong trận đấu đầu tiên, 2 đều trong trận đấu đầu tiên. Chung kết nào. Vâng, Persian là gì đây? Lại là Seng. Đầu 1 khá lộc, 2 trận Seng liên tiếp. Vâng, Persian. Mong là một bài Persian mắc bình thôi và một bài Seng bình bình thôi. Đây rồi, có bầy hiêu đây rồi. Bầy hiêu mấy đây? 4 con là ít rồi. 5 con. 6 con trong bầy hiêu đầu của mình. Cố gắng, không sao. Pơ và Seng thì vẫn đánh được thôi. Nó không phải là quá tịt như là Seng cho son hay cái gì đó. Đánh được, cố lên. Rất nhiều anh em đang đặt niềm tin vào tranh giành lớp. Và cứ có một bầy hiêu trước thế này đã. Sau đó là những con voi. Cảm ơn anh Nguyễn Công Thành đã gửi tặng sao cho anh lớp nhá. Rồi, những con hươu đang nằm xuống. Bắt đầu cắt dần ra để có thể đi dò khác ở cái mỏ quả của mình. Khi mà chắc chắn rồi, khi mà chúng ta có bầy hươu về thì không sao đâu. Lượng thực dồn lên sẽ ổn. Bây giờ quan trọng là những con voi và tiếp tục là những cái bầy hươu khác để có lực khỏe. Nhà là khá khủng đấy. Quan trọng là đồ ăn thôi. Con nông dân đang tắc kìa anh ơi. Ôi. Đủ để thiết kế chiếc nhà bé đầu tiên. Nào đồ ăn nào. Chiếc nhà bé ở đây được không? Pơ vẫn chưa có thêm đồ gì ăn ngoài cái bầy hươu đầu và quả đâu. Đâu rồi những cái đồ ăn của chúng ta? Vâng, vậy là một vài pơ vẫn chưa đồ ăn.
Rồi, cảm ơn anh Đào Bá Tú đã gửi tặng sao cho anh lớp nhá. Thế như là trong cái tuần lễ Facebook này thì có rất nhiều sao rơi và cũng như là rất nhiều phần quà. Rất nhiều anh em đang gửi tặng sao, rất cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mọi người có sao thì có thể tặng cho anh lớp. Chờ thêm thời gian, bài bơ này. Đây rồi, một mùi hiêu. Có thêm mùi hiêu dành cho ông ta, nhưng mà vẫn cần thêm đồ ăn nữa. Bài mà anh em thấy là một bài Persian không phải là một bài quá mắc binh về đồ ăn. Đây là mùi hiêu 7. Cơ bản là đồ ăn nếu mà ép đời hiêu 7 này thì có lẽ là đủ đồ lên đời 3. Nhưng mà cái lượng lực của ta thì vẫn cần thêm một đồ ăn nữa. 26 dần dành cho người Persian. Với Sen thì nó chỉ cần đủ đồ thôi thì nó có thể lên đời rồi. Và sau đó khi lên đời thì nó có thể đánh cái gì thì đánh. Sẽ cơ cấu lượng lực sau dành cho đồ ăn. Bậc nhà rất gần và đây là nhà của một luôn này. Cho dân ăn voi nha anh ơi. Dân ăn voi. Khó chịu thật cái bài này. Hai sáu dần dần cho đồng một và đồng một cũng đã hóa đời rồi. Vâng, xin con giò trước nào. Vâng, đã hóa đời rồi dành cho đồ 1 và 1L 1P đang đóng P luôn dành cho đồ bạn. Quái lên đời quá sớm. Dành không phải phải mắc binh rồi xe. Thế nhà không đồ ăn ổn. Vâng, đã lọt con giò ở đâu vị trí nào vào trong nhà chúng ta mất rồi. Tình huống lọt con giò vào là cực kỳ nhói. Ba mươi ba dân dành cho đồng một. Bạn cũng đã lọt vào trong nhà ông ta, khó phủ bên trong đến rồi bạn.
còn lại còn 23 thôi. Khó trong trận đấu này. Hai trận xèng liên tiếp giúp cho NU1 và những xèng đều là mắc bình giúp cho NU1 có thể chiến thắng trong trận đấu này. Và chúng ta cũng đến với trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai. Rất đáng tiếc khi mà chúng ta vẫn dẫn trước nhưng mà quân bài của NU1 đỏ quá. Rất đỏ đấy. Chúng ta cùng làm lại trong trận đấu thứ hai nào. Man và Hitty trong cái trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai. Roman và Hitty trong trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai. Chưa có đồ lù về dành cho cái bài Roman này. Vậy thì một bài Roman lại tiếp tục giấu chăng? Đây rồi, có một con voi từ đằng xa đang được anh lớp dắt về. Ông như ăn cái bầy yêu bằng một chiếc nào bé thôi. Tiếp tục là đi một giò xung quanh nhà của mình. Đối đầu với con Hitty này, liệu anh có điều bom hay là gì đây? Nó một bài mà khá trống và cũng như là với việc mà đồ ăn chúng ta không phải về quá sớm như vậy thì chắc chắn là cũng lên đời được quá sớm đột biến. Mà chắc là đỡ ổn. Nếu mà có thêm một mỏ quả nữa. Cần một mỏ quả nữa dành cho anh lớp. Thì bây giờ đến hiện tại thì ta mới có hai. Đây rồi, có mỏ quả rồi anh lớp ơi. Đây đây, kìa kìa, trên kìa. Đấy đấy, bên trên cơ. Không biết anh lớp thấy chưa. Ngay ngay bên trên đấy ấy. Anh mép mép hai cái. Bên dưới, bên dưới, bên dưới, không phải bên trên. Đấy đấy. Đây rồi, anh lớp thấy rồi. Di chuyển khá nhanh nên là em cũng di chuyển không không xác định được cái vị trí. Ui. Đúng lưu. Khó chịu thật. Ăn thêm một quả, nhà là khá trống. Có lẽ xem một bài đánh lờ cao thôi.
vẫn còn dỡ, tầm khoảng hai cái mỏ hươu nữa để chúng ta có thể ăn hoa. Một bài ép quân và đi công rồi bạn, kiểu vậy. Bắt buộc là phải đoàn hit đầu bàn trong cái thế trận này. Và cũng mong là cái thế nhà của Hitty không phải là thế nhà quá khủng, khoảng 18% và 26 thôi. Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Nam đã gửi tặng sao cho anh lớp nhé. Nhà là khá mắc bình thì L1 đang là một bài lên có cái chỉ số đi dò khá thấp, đó là điều kiện mà L1 có điều kiện thiên nhiên, đó là có những cái mỏ quả và những bề hiêu và cả những con voi nữa để có thể lên ổn để cho hít tỉnh. Một chiếc nhà bé nhân đôi nên là chúng ta có thể ăn cả vàng luôn. Bắt đầu con giò nào. Với việc mà chúng ta đang ăn khá khá cái lượng tài nguyên như vậy sẽ giúp anh lớp có thể có lực để chém. Công giáp đầy đủ. Xem nhà nó một liệu giò ít như vậy là tôi nghĩ thấy nhà là khá khung đấy, 26 thân. Không biết là nhà đâu. Gặp gặp cái gì kìa anh ơi. Đánh chém dành cho nô 1. Vâng, Hitty đánh chém. Khá bất ngờ. Vâng, Hitty đánh chém trong trận đấu này dành cho nô 1. Khá là khó chịu dành cho đồ bạn. Mà vẫn chưa thấy nhà của nô 1 đâu cả. Như là một bài thấy nhà trên 12 giờ chăng. Ô. Rất bất ngờ. Con giò đồ bạn vẫn đang đi thiểu khó chịu. Vâng, không thể vào vâng, nhà của đồ bạn trên 12 giờ khó chịu thế. Vâng, lại là Xiang dành cho đồng 1. Tiếp tục là một trận Xiang nữa dành cho L1 và chúng ta là người cầm Sumeria. Khá là cay đắng dành cho ông ta khi mà đồng bạn đang có những cái diện Xiang. Những cái trận thi đấu mà rất một nửa những cái trận thi đấu hình như là không có đồ về thì phải. Đỏ. Họ đỏ. Còn mỗi kỳ thì đối đầu với No 1 thì anh lớp thường là người thua thiệt về quân bài hơn rất nhiều. Và hôm nay cũng vậy. Oklahoma, Larry.
Yes. Oh yeah. That gum. Yes. Rồi vậy là chúng ta cầm phô trận đấu này quân là khá ổn. Đội bạn là gì đây? Phô Kata. Cố gắng nào để chúng ta có thể bật. Đầu một đã bật được rồi thì chúng ta sẽ bật được. Bình tĩnh lại và chúng ta cùng cố gắng để thắng thắng cái trận đấu này để chúng ta có cơ hội để có thể giữ địa có thể bật được trong siêu đấu thứ hai này. Quả đầu là quả 6 cây. Kèo buổi chiều của anh Bách và Bi thì có tỷ số hòa. Phô và Kata, đó là quân trong cái trận đấu này. Cố lên. Quân là ổn rồi, tôi cần bài đẹp thôi. Bài ổn thôi. Chứ nếu mà quân mà ổn mà bài cũng xấu thì cũng vớt. Mấy yêu đầu đây sao? Mấy yêu khá xa. Có vẻ như lại tiếp tục một trận thi đấu mà Phô sẽ không có đồ lồng về. Đấy, chúng ta sẽ cần phải ép những cái lượng gỗ sớm để có thể đi thiết kế chính nhà BS thì có thể nhân đôi cũng được. Bên trên này có hai cái rừng ở đây để có thể lớp có thể ăn. Có thêm một cái giò, thêm một vài con voi đi để chúng ta có thể lùa về nào. Đây đây có con voi. Vậy là có con voi để câu về rồi. Đôi voi dành cho anh Lâm. Đi tìm tiếp thôi. Vâng. Toán những cái tình huống kiểu như vậy thôi. Vậy là bài cũng ổn ổn đồ rồi đấy. Khi mà chúng ta có thêm một quả phụ nữa dành cho anh lớp rồi. Đây là kèo thi đấu trực tiếp. Tổ đốt con voi về nào. Thêm một con voi, đôi con voi nữa bên trên này. Ông ta đã đủ để thiết kế chiếc nhà BS đầu tiên dành cho anh lớp rồi. Thế nhà là có thể quân quân lại được. Bài đã ổn ổn rồi. Với cái vị trí này thì hoàn toàn có thể câu con voi về. Hoặc anh lúc nếu mà muốn ăn thêm con voi thì con voi ở vị trí kia. Rồi sao? Đôi con voi đã về nhà chính. Và bây giờ chúng ta sẽ gửi cắt những con nông dân ra để có thể thiết kế ăn cái mỏ quả phụ. Bên trên là một mỏ quả phụ và bầy hươu và đôi con voi. Thế nhà đà để hướng ra cái vị trí ăn thì đang hơi khá xa. Đồ ăn đang hơi khá xa thì cho anh lớp. Nó phải đi vòng vèo. Ăn thêm bầy hươu này nữa. Và sẽ có thêm một chiếc nhà BS. Bầy hươu 4 con. Trong cái bầy hươu đầu chúng ta. Đây là bầy hươu đầu. Ô
À, còn hôm nay thì cũng bắt đầu nóng rồi. Những đợt nóng đầu tiên của mùa hè rồi phải. Bắt đầu đến và nó cực kỳ nóng. Và cái thời tiết nóng nóng như vậy thì làm cốc bia thì là... Ô, nhà còn nó một trên góc 9 giờ. Rất dị nha. Mất đôi con voi rồi. Góc 9 giờ. Đó là nhà của nó một. Và ông ta cũng đã biết rồi. 25 dân và 17% lại là một bài ổn dành cho người cầm Katarian. Vàng và lại đi dâng để cho nó một vẫn hở ở trong mỏ gỗ nhanh nhá, mỏ gỗ bên này. Liệu có mỏ vàng khác không? Kìa vẫn hở kìa ở cái mỏ đá, đúng rồi. Bỏ nhỏ những cơ sở làm ăn của mình lại. Thêm một đồ ăn đi, không thì bài này sẽ rất yếu. Vẫn hở được thì chịu. Rồi bắt được con giò. Vâng, đồ một đang bị bắt con giò trong tình huống này. Bắt được con giò và chúng ta không chết một con nông dân nào cả. Và chúng ta sẽ người bắn hai con nông dân đi dâng của đồ bạn. Rồi cố gắng bắt hai con nông dân đi dâng đi. Có một quả này, cố gắng ăn và nâng cấp. Đó là cái công nghệ bánh xe, đã bỏ nhỏ hết cái cơ sở làm ăn của mình lại rồi. Bỏ nhỏ và sóc quần. Đội bạn cũng bắt đầu lên đời, một bài đi dâng thôi dành cho đội bạn. Họ đã xin ra thêm con giò. Có lẽ là một bài mà mình đồng bạn cũng biết là chúng ta đi ăn hoang. Và chắc chắn là đồng bạn sẽ là người đi dò xung quanh nhà của mình để có thể mà tìm kiếm những con nông dân chúng ta. Một lờ và có lẽ là sẽ có một dần. Một chiếc nhà BL nữa ở nhà của bạn không? 2L ở vị trí này luôn. Cẩn thận. Họ đang muốn đầy trồ chiếc nhà BA. Đang có những tình huống về e là cực kỳ khó chịu dành cho đồng một để có thể ăn dần chúng ta. Chúng ta chắc chắn là một bài không thể ra dần được rồi. Đồng một vẫn đang bắn là khá nhói vào trong nhà chúng ta. Liệu có tách được quân lên nhà đồ bạn thôi. Đưa với thế mà cả hai nhà đều không có nhà thì lúc đó thì anh lớp sẽ người tụ được khá nhiều quân đấy. Nhưng mà lượng lượng chúng ta khá ổn. Đồ bạn đang đi đâu đây? Về nhà đánh thủ sao? Hoặc là đồ bạn đã phát hiện ra chân này, hoặc là gì đó. Sóc thêm quân nào, ba vẫn đang sóc đều nhá. Đấy, chưa có bánh xe dành cho đồ bạn, vậy là một bài yếu thôi. Một bài yếu dành cho người cầm Katarian. Chú ý quân, chú ý quân. Quân đi công. Đây rồi, có một tuần giáp rồi, không sao. Có một tuần giáp như vậy thì đồ bạn rất khó để chơi vào những con cung R của người cầm phô. Vẫn chưa có bánh xe dành cho đồ 1 trong tuần này. Đồ 1 vẫn chưa có bánh xe. Rồi, ok, chạy nào. Vâng, chưa có bánh xe một này thì 2L này không có bánh xe, chết với cậu. Vâng, chỉ là một con lạc đà về thủ nhà thì chắc chắn là sẽ không thủ được. Vâng, với cái việc đi dâng như vậy và không có bánh xe thì chắc chắn là đồng một sẽ phải nằm xuống cực kỳ nhiều những con nông dân của mình. Họ đang kéo những con lạc đà về thủ trạng. Vâng, lượn lờ những con cung R để bạn đuổi theo. Và sau đó là kill những con nông dân của người cầm Katarian. Không có bánh xe, đang tính sóc 2L đều để trâu lạc đà. Mà tuần này chúng ta bắt đầu tụ được khá nhiều những con cung R của người cầm phô giáp 2 rồi. Vâng, resign cho đồng 1. Ok. Tuyệt
Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Bài khá xấu, đồ ăn là khá xa. Nhưng may là bài full này đấy. Nó chúng ta có thể ăn được nhiều chiếc nhà bé là nó không ảnh hưởng mấy. Bài này tầm baby hay summer thì có lẽ là lên đời khá muộn. Và đồ bạn ôm bom thì sẽ cực kỳ cắt. Bật đi nào. Quân xiên và minh oan rồi, cơ hội để chúng ta có thể sạt bằng và bật được dòng xe đấu này đây rồi. Cố lên anh ơi, đỏ mái sao. Vâng, đi dài luôn dành cho đội 1, ý thức là tốt dành cho đội 1 được. Quả đầu xấu cái đi sai luôn. Ưng bài của xe tôi nhìn qua anh lớp vừa soi soi là cũng chả có gì cả. Bài này rất rách luôn dành cho xe. Câu bài này cũng rách thôi. Bài khá là khá xấu nhưng mà đồ bàn tự động thế là bớt thời gian cũng như bớt công sức. Vậy là chúng ta cũng đến với trận chung kết trong trận đấu thứ hai nào, một trận quân ổn, bài ổn nữa để chúng ta có thể bật được trong trận đấu thứ hai này nào. Ông chào anh Linh nhà quê. Ốm ba la xì bùa AC Dian và Pa Milan. Cần. Pa này gì? Cố lên. Hai đều rồi. Quả 6. Hơi dốc rách một chút. Acilia và Pamela. Có lẽ là tiếp tục là một trận đấu mà đồ 1 sẽ đi ôm bom. Với Pamela thì không cần phải dâng lên cũng được. Hoàn toàn với anh nhà thì mà con lạc đà Pamela là những con lạc đà gió. Đi cực kỳ nhanh. Đầu rồi, đây rồi, bầy hiêu đầu chúng ta. Thế nhà là khá trống. Tính đến thời điểm hiện tại, khi mà hướng lên bên trên chúng ta dò chưa thấy một cánh rừng nào cả. Đây rồi, một cánh rừng. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể bò nhỏ cánh rừng và sau đó là bò cái nhà chính chúng ta làm ruộng cũng được. Làm cho đồ bàn mất thời gian. Bầy hiêu đầu gần và đang giúp chúng ta có thể đùa về khá sớm để tránh cái trường hợp mà chậm dân khi mà mỏ quả đầu chúng ta là róc rách và cũng như chỉ có 6 cây thôi. Nó sẽ khai thác cực kỳ nhanh, có thêm một bóng vòi nữa dành cho anh lớp. Sau khi bầy hiêu này ăn xong, chúng ta sẽ có một cây gỗ khá gần để ăn. Bên trên này có thêm một cánh rừng nữa này. Vâng, thêm một bóng vòi nữa. Vậy là hai bóng vòi chúng ta rồi, một bầy hiêu. Có lẽ là bầy hiêu này đang bị lùa bởi những con vòi. À quên mất cho Trình Quân. Một đoạn nữa nào, một quả nữa là ok nhất. Có những cánh rừng, những đồ ăn đầu tiên là khá ổn rồi. Còn những con voi đang khá mượt mà, nó đang khá là ngoan để về với nhà chính chúng ta. Ok. Ok. Đồ ăn nào.
Bây giờ sẽ ra những con nông dân ra để khai thác cái bầy hiêu. Một bầy hiêu 6 con, 3%. Một bài lại mắc bình dành cho Phạm Minh Lạng. Kích đời. Nhà đây luôn và có quả phụ dành cho nô 1. Nô 1 nhà rất gần luôn. Khó chịu thế nhờ. Nhà đang cực kỳ là gần. Còn 2 quả gần nhau. Đừng bảo tôi là 2 quả phụ thì đúng là cạn lời luôn bài pan. Thôi xong, 2 quả phụ rồi. Có lẽ là 2 quả phụ hay gì đó. Yes. Khó chịu nhờ. 13%. Nói câu khó chịu thế. Cũng đã lên đời và đã đóng xong nhà điều kiện rồi dành cho đầu bạn. Vâng, đã có cho mình đó là những con giò đang cho đồ ăn. Công giáp đầy đủ luôn. Vâng, con giò họ đồ bạn vẫn còn sống, chắc chắn là sẽ đi tìm những con nông dân lẻ của chúng ta để có thể chơi rồi. 3 nông dân chúng ta đã phải nằm xuống rồi. Vẫn chưa đủ đồ để có thể lên đời, lên với bánh xe. Đã khung khung xong cái nhà cẩn thận, mỏ gỗ của mình đã bị bắt rồi. Mỏ gỗ bên ngoài cơ. Chúng ta quay trở lại trận đấu này. Trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 3 xung vào Fugu vào trong cái trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 3 này. Tỷ số hiện tại đang là 0-2 VC nghiêng về phía đội bạn. Chúng ta đang để thua trong 2 trận chung kết thi đấu liên tiếp, trong 2 trận đấu liên tiếp.
Rất cảm ơn tất cả mọi người đã vào đây theo dõi cũng như hỗ cho anh lớp trong kèo thiểu buổi tối hôm nay. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 đó là ngày sinh nhật của Facebook Liên minh OTA Network. Rất mong anh em hãy tiếp tục ủng hộ cho các em thủ chúng ta. Đây rồi, có voi. Một voi về và chưa thấy thêm đồ gì ăn cả với cái bài Sumerian này. Cho Son và Summer là cho quân cho cái trận đấu này. Yes.
Quay trở lại trận đấu này. Một trận đấu mà chúng ta có hươu và có voi để còn được về thôi. Một hươu 6 con và cũng như là con voi. Và một bài lại tiếp tục, anh em thấy thấy là nó lại khá là bất ổn. Thêm một bầy hươu vẫn thiếu một đồ ăn nhỏ nhỏ nữa dành cho người gặp Sumeria. Đầu tiên thấy bầy hươu con voi là khá ổn. Còn bị ăn chanh nữa thì lấy đồ gì lên đời đây. Cũng khóc ra mất. Chưa đủ đồ để có thể lên đời. Đây đồ ăn này có thể lên đời của chúng ta đây. Một quả cũng như bầy hươu. Mong là cái bài này với cái việc mà chúng ta ăn chanh như vậy, nó một cũng là một bài xấu và lên đời muộn. Sẽ là một bài đánh cung thủ phủ, hợp lý rồi. Cố gắng nào.
40% của No 1 đi trò rất rộng và bài rất nghiệt dành cho người cầm Sumerian. Chúng ta nghiệt rồi, No 1 cũng nghiệt nha. Chắc chắn sẽ là một bài đi bom bom và dâng dần lên. Nào, bắt đầu đóng chi nhà điều kiện. Đây là con giò của bạn, không công không giáp. Bỏ lại cái nhà của mình luôn. Tránh trường mà bị mất tay khi mà bị có những tình huống lọt vào. Vẫn hở bố lọt vào con giò không công không giáp thôi, không sao cả. Phải được bo lại tránh trường hợp mà những con nông dân họ luồn vào. Con giò không công không giáp thì không sợ. Đây là dân Sumerian. Lên đời xong 1p và các kiểu ra. Ăn thêm một hiệu chúng ta sẽ có lực lực. Con giò bạn vẫn sống không sao. Tí nó sẽ chết thôi. Bắt buộc phải chết con giò này. Sống làm sao được khi mà ở trong nhà đây và dân Sumerian và chỉ là một con giò không có cái giáp. Các bạn đang đánh 2L. Ôi cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ở kìa. Chết được con giò. Cẩn thận nha, hai con chém đấy. Và chắc chắn là đồ bạn lại tiếp tục đợi. Rồi chết rồi. Chuẩn phù được một con thôi thì đồ bạn sẽ không công được nữa. Được một con. Rồi được một con. Đủ để sóc đều đứng như ABA của mình thôi. À, một con cùng vào đứng trọng nữa thì sẽ rất khó để đội bạn có sổ vào. Không không có bánh xe cho đội một, bài rất yếu cho đội bạn. Công kiểu gì đây? Một bài lên muộn và bạn trận yếu này. Vâng, bò lại cái e luôn để tránh được và đội bạn chặt gỗ để có thể sổ vào trong nhà chúng ta. Để tiếp tục sổ vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. À đây. Vào đây. Phù được thêm một con nữa. Ồ, bỏ đồ bạn đi, đen đi luôn không sao. Đen chúng ta lại phù resize thôi. Rất khó để đồ bạn có thể chơi vào. Đây là một cái thế nhà khung và chúng ta có phù nở trong. Nó một lên đời muộn, trận này mà không thắng được thì có tội lỗi quá. Vâng. Bài chúng ta cũng xấu, may nó một còn xấu hơn đấy. Bài này mà không có một mà mắc binh là chém rồi nát gáo luôn. Một đều chúng ta cũng đến với trận đấu bản lề. Những cái tình huống mà đến lúc anh lớp có đúng một mười hiệu để lên đời thì ông No 1 nó ăn tranh thì tôi thấy chán hẳn luôn. May quá No 1 cũng bài xấu. Rao trận thiếu bản lề nào. Mong là chúng ta sẽ có chiến thắng trong trận đấu này để rút ngắn tỷ số về C xuống. Nuôi hy vọng có chiến thắng chung cuộc trong buổi tối ngày hôm nay. Cô và Maxi đã quần trong cái trận thiếu này. All of them.
Vâng, tiếp tục là những tình huống mà chúng ta lùa cái bình hiệu đầu về. Và chúng ta vẫn đang nuôi hy vọng để có thể đi bật trong trận đấu này để có thể mang bật được chung cuộc, có chiến thắng chung cuộc trong buổi tối hôm nay. Có quả phụ tại trận đấu rồi. Đã thêm những cái đồ ăn một chút chút nữa để có thể lên đời nào. Một vài có thể khung khung lại và cũng như là để chống lại những cái tên chém và những cái tên mà chúng ta sẽ chuyển được quân và chống trả lại những có những tình huống mà đồng ý các kiểu dành cho đội 1, hoặc là những tình huống mà đội bạn muốn chuyển sang cung Nga. Chúng ta có thể đánh to khỏe và chuyển quân cũng được dành cho người cầm phô. Phô là một quân cũng rất dễ để có thể mà chuyển quân thôi. Đây là vị trí mà anh Lớp đang muốn thiết kế chiếc nhà BS. Nào, thêm một đồ ăn nữa nào. Một đồ ăn nhỏ nhỏ nữa thôi để chúng ta có thể bật được. Xa xa đó là một mỏ hươu. Đồ ăn ép chuẩn là có thể đủ đồ để có thể lên đời. Nhưng mà không quá khỏe cho bài phù thôi. Nếu mà tích được lượng gỗ nhiều và chúng ta... Đây, đây là một bài hiệu to. Vậy là cũng ổn ổn, tương đối ổn này. Bài hiệu to. Bắt đầu nhà dân ra vào cái đời với cái việc mà chúng ta chả có cái... nhiều cái lượng lực để có thể mà chơi nhiều dân. Là anh chỉ muốn đánh 25 dân thôi. Cứ lùa trước về 4 con ăn trước cũng được, sau đó chúng ta xem người mà... Lùa tiếp, lùa đốt những con hươu trong cái hươu đầu mình về ăn. À, về hươu phụ về ăn. Ở lá quá, anh em kiểm tra lại cái chất lượng đường truyền mạng của mình cũng như là anh em giảm cái chất lượng hình ảnh xuống một chút nhé để xem mượt hơn. Có giờ này là giờ cao điểm đấy, nên là nó hơi bị giật lag, anh em biết rồi. Trong cái thời gian mà bị dịch này, vẫn đang có thời gian dịch của cả thế giới thôi, nên là Facebook của thế giới mà. Nó sẽ bóp đường truyền. Ngoài cái cuối 10 dành cho người cầm phô, điểm số của đồng một đang khá cao, liệu đồng một có đi dâng không? Hay là đánh tại nhà? Để đời bằng khít nhau trong đời 2. Ba chiếc ruộng kín luôn. Khá nhiều lượng gỗ để chúng ta có thể ra ruộng. Đó là cái việc lợi thế của phô, để giúp cho con phô này có thể mà có lực lực ổn. Thêm một đôi voi bên mặt đằng này nữa. Với đáng tiếc là không dò thấy đôi voi này sớm để có thể câu về nhà. Không sao, ép tròn đồ và ra ruộng thì cũng được, cũng khá ổn. Và đây là nhà của Maxi. Nhà là khá gần nhau, dành cho hai nhà. Có vẻ như nếu mà đồ bàn chạy giò thì con giò của đồ một, nếu mà đi không chuẩn thì sẽ đi sai hướng. Cần một chiếc e nữa là kín luôn rồi. Đỡ chốt lại luôn thì đỡ mất tay. Vậy là hai dân của đồ một đã phải nằm xuống rồi. Hai dân gỗ dồn lên sẽ cực kỳ nhanh với việc cầm phô thôi. Chúng ta đã ra cho mình một khoanh ruộng. Đó là bây giờ mới ăn vàng. Đồ một định đánh cái gì đây? Vâng, con giò là con giò công giáp đầy đủ, chắc chắn là những tình huống chọc chạch cực kỳ khó chịu và chúng ta cũng đã lên đời.
Rồi một cõi định đặt đánh theo kiểu khung nhà và lại bắt đầu chuyển A rồi. Như cái trận thi đấu mà chúng ta cầm Kata đối đầu với Maxi của Nobot. Bấm ra ruộng. Một bài như lực cũng yếu nên là đội bạn đang cố gắng để có thể mà ra ruộng để có lực cho mình. Với việc mà phải đóng rất nhiều những chiếc ruộng và có nhà bò lại nhà như vậy, không biết là đội một liệu có cho mình đó là những tên mà chuyển quân được nữa không. Và đang hơi mắc cánh rừng một chút dành cho những con quân chúng ta di chuyển lên trên nhà của đội bạn. Chắc chắn là phải có những cái tên có BI dành cho đội bạn. Thủ y tủ trẻ thiên dành cho người cầm Maxi. Chủ động sớm để có thể chuyển quân dành cho anh Lớp. Vẫn còn đôi voi nhá, anh muốn ăn hay là ra ruộng cũng được. Ăn đôi voi thì có lực lực khỏe hơn, chúng ta không cần phải ra ruộng quá nhiều. Đấy, giúp chúng ta có lực lực. Rồi, ăn thêm đôi voi. Và lượng gỗ đó chúng ta có thể mà ra thêm nhà BA chẳng hạn. Những nhà BA này là ổn rồi. Con giò của bạn cẩn thận, họ sẽ chọc vào mỏ gỗ thôi. Mỏ gỗ chưa bo thôi. Còn lại thì những cái cơ sở làm ăn chúng ta đã ổn hết rồi. BA đang được đóng. Sau khi lên xong cung A, chúng ta sẽ là người sóc đều 4A. Đồ bàn bây giờ thì sóc được tầm khoảng 2A, 2Y đều. Nhói thế nhở. Con Y đồ bàn đang chọc vào khá nhói. Tên mà đồ bàn đi công luôn dành cho người cầm Maxi. 2Y trong trận đấu này đang công lên nhà chúng ta. Hình như mới có chiêm đồng 2 thôi. Khi mà những con cung A bắn là khá chát trong cái trận đấu này. Và bây giờ thì tôi nghĩ là anh Lớp sẽ người mà công luôn. Rồi đi thôi. 4A sóc đều và tụ tầm khoảng 10 con cung A, nó giết cực kỳ nhanh. Bây giờ cái thời gian mà khoảng thời gian mà đồ bạn chuyển và lên được cái chiêng đồng 3 cũng khá lâu đấy. Bắn. Ôi, đẩy cung A lên sớm. Chiêng đồng 3 chưa. Ở chiêng đồng 2 thôi, giết sẽ cực kỳ nhanh. Khá nhiều y dành cho nô 1. Nhưng mà chưa có chiêng đồng 3. Đó là cái lợi thế dành cho những con cung A. Để chúng ta có thể công vào nhà đồ bạn. Tham lại 41. Hình như là bắt đầu lên chiêng đồng 3 và đồ bạn bắt đầu quay trở lại. Vẫn chiêng đồng 2 thì không hề sợ trong tuần này. Chiêng đồng 2 thì không hề sợ. Vâng, chú ý nào. Họ đang phải e nhá anh ơi. Vâng, chiêng đồng 2 này. Chú ý quân đi công. Hình như bắt đầu có chiêng đồng 3. Tôi đang thấy là đồ bạn đang phải e. Chiêng đồng 3 thì cũng phải chết tôi trong tuần này. Resize cho nó 1 và tỷ số sẽ là 2-1 trong xe đấu thứ 3. Nô 1 có 1. Rồi, ok rồi. Đẹp được mãi sao. Chúng ta cũng đến với trận chung kết. Mong là tôi rất mong là một cái trận chung kết mà quân bài ổn để chúng ta có thể mà dứt điểm được đồ bạn và rút ngắn tỷ số về C. Cay lắm rồi. Khó chịu thật. Nô 1 ông cứ đợi đấy. AC và Pho. Và Pho và AC ngược lại rồi. Có quả bầy và bầy hiêu rất gần với nhà chính chúng ta. Rất ổn, rất ổn. Ba 3% giò quả dành cho đồ bạn. Chúng ta mở mắt ra là thấy rồi. Hai một mình đang thắng 2-1. Có anh đối quên đây, em la rồi đấy, thích rồi đấy. Áo.
Khỏe lên nhá. Yếu đuối thật. Thằng công dân. Toàn thế. Chuyện mất hai con ung dần. Thêm voi kìa. Đã chết nông dân rồi còn gặp đối sư tử nữa. Đây rồi, có một quả đây rồi, đồ ăn cũng đã ổn rồi, tránh lớp rồi. Đây. Rồi là đang khó. Thì mà chết mất hai con đồng dân khi mà gặp toàn sư tử thôi. Nhưng con sư tử cắn đang khá là cắt. Cắn khỏe. Như kiểu cắn thuốc vậy, cắn rất khỏe. Kích đời ở 11 với 26 nông dân, tính ra là 28 nông dân trừ 2. Đáng ra đánh 28 dân kích vòng này nó khỏe không? Không chết hai nông dân kia cá là lên tới sớm hơn rồi. Hai mươi sáu dân và 27 dân, đó là số lượng dân mà đồng một chơi trong cái trận thiếu này. Lượng lực cũng là khá ổn dành cho chúng ta trong cái trận thi đấu ACGN này.
đánh chém thành cho đầu một này. Đánh hôn má à? Ai chà, không phải là đánh cùng kìa. Tôi không thấy là có cái công nghệ gì dành cho đầu một đâu. Vào đây. E đang được đóng rồi. Có lẽ là đánh hôn má, tôi đoán vậy. Vào đây, vào đây, vào đây. Khó chịu. Có lạc đà, cầm dần lên vụt luôn. Xem nào. Hình như có cái công rồi. Nào vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Luôn không nói nhiều. Vào đây, vào đây. Khó chịu. Vẫn cắn được một con. Rồi, có bánh xe thôi. Ôi, vào đây. Có bánh xe chạy thôi. Cứ vụt vụt qua qua lại lại. Là chỉ chúng ta sẽ có thêm cho mình những con cung lờ ra là không sợ nữa. Đánh một lờ dành cho nó một. Cẩn thận bên trên nhá anh ơi. Vẫn hở kìa. Rồi. Khó bắt đầu kẹp theo cung rờ. Họ vẫn đang quấy là khá nhói. Vậy em không kịp. Tạm đài 40. Tham lai là 40. Rất ổn dành cho Isidian. Tính đến thời điểm hiện tại. Kìa bên này. Bên này đang có cái gì đó. Tham lai chúng ta đang đi lên nhá. Bắt. À dương đông kích tây à. Này thì vào đây. Vào đây. Vào đây. Isidian. Cung tệ bắn em ơi. Cung tệ bắt. Rồi. Vào là càng chết thôi. Vào đây, vào đây, vào đây. À lại bắt đầu có cung lờ bắn xung quanh. Đảo vài tên nông dân là đồ bán sẽ không dám bắn đâu. Bên dưới lại chuẩn bị vào này. Biết ngay. Hàng E. Rồi. Không vào được đâu. Bắt luôn. Rồi, định đi hai hướng khác nhau. Vậy E. Rồi. Khi tên này mà nó muốn không để ý là chết thêm tên quân nữa này. Không để ý là chết này. Ở nhà. Ô. Thì cuồng gào. Chúng tên này vẫn hở bên nòng. Vậy E luôn anh ơi. Vậy E luôn. Bắt luôn cả hai tên. Bắt luôn cả hai tên trong tên này. Loạn một chút thôi không sao. Ôi, bắt luôn tên quân. Tôi bạn đang để mất khá nhiều những tên quân của mình và tạm lại chúng ta là 5x. Này thì bắn này, này thì bắn này, vậy e luôn. Dạy e vào nhá, đi thôi, công rồi, bắt được rất nhiều quân rồi. Khá nhiều quân của bạn đang ở đây. Bây giờ phải dí giáp và chuẩn thì chúng ta mới có thể giành chiến thắng. Họ đang có vị trí đóng nhà bè là khá cao trên tên dốc. Những con lạc đà kẹp theo những con cung rờ. Cô đến thời điểm này hiện tại thì tôi nghĩ là cũng đang là người mà có những cái tên lượng lực mà khá ổn rồi. Rất nhiều cung R có vẻ như là 3A và 1L thì phải. Khá độc dành cho người cầm phô. Nhưng mà tên này cung R bắt đầu gần hết và những con lạc đà cũng bắt đầu gần hết dành cho đồ bàn. Rồi đồ bàn đang điều thêm những tên chém lên đây. Lên tên dốc một chút. Vâng, một chút tên dốc nào để có lợi thế nào. 4A đang sóc đều. Ở nhà, ông khoanh ruộng đầu chúng ta anh ơi, có cái gì đó. Hình như có một con cung rờ hay gì đó nhỉ, ở nhà nhá. Kìa, có một con lạc đà. Có một hoa vẻ. Nói. Nói tên này. Hoa vẻ là khá nói, lượng lực của đội bạn đang khá khỏe và đội bạn chưa mất gì cả. Thế nhà là khung. Và cái vị trí đóng nhà bè của đội bạn cũng cực kỳ là thuận lợi dành cho đội bạn. Họ vẫn chưa mất cái gì cả. Bây giờ thì họ vẫn đang tách quân đi quản chúng ta. Một vài con cung rờ thôi. Họ làm mất tay chúng ta. Tham lai 47. Bên kia thì nó một với một vài phù mà vẫn đang rất rất khỏe. Vẫn chưa mất gì cả. Tờ này chúng ta đã muốn công lên. Một vị trí đứng quân là cực kỳ nhức nhối dành cho anh Lâm. Nếu mà đội bạn có nhiều lạc đà thì tờ này chắc chắn sẽ không vào được. Họ liệu có muốn bắt không? Kìa, vị trí đứng quân là ổn đấy.
Còn có cả dân lên theo nữa, chưa biết nào nhá. Tuần này thì không không phải là thuận lợi cho chúng ta đâu, khi mà một bàn đang có dân đảo nữa. Nhưng mà muốn bắt tuần này thì chắc chắn ông một cũng phải mất rất nhiều quân. Tham lai vẫn là 4x dành cho người cầm Asia. Tuần quân chúng ta bên ngoài đang bị bắt. Tham lai là 35, đang bị bắt rất nhiều quân và đang là người bị mất quân và đang tham lai đang tụt. Đồ một cũng vừa loạn một mỏ gỗ. Ở đây là nhà của đồ một. Vâng, tham lai đồ bạn đè là ngược lại sau cái tên mà chúng ta bị bắt tân quân. Đây là khoanh ruộng của đồ một này. Tiếp tục bị bắt quân. Đang cố gắng sóc đều 4 à. Asian quân cực kỳ ảo. Nếu mà bắt được thêm nhiều dân thì mới có thể mà cân bằng lại cái lợi thế về thảm. Dù quân chúng ta đang hơi đi vòng cái vị trí này. Tham lai nổi con số 42. Có những tình huống 7E dành cho đồ bạn. Họ đang trên dốc. Trung đời Asian là cực kỳ ảo nên phải cố gắng. Vẫn còn cửa. Tham lai vẫn chưa quá đè dành cho người cầm phổ của đội bạn. Vẫn đang có quân bảo kê ở tất cả vị trí làm ăn của đội một. Những cái tình huống móc máy chúng ta vẫn chưa quá hiệu quả. Vẫn đang đục vào đây để đội bạn mất tay ở cái vị trí cực kỳ là khó chịu này. Họ đánh bắt anh ơi, họ đánh bắt liệu chiếc trên tầng dốc lùi vào tầng dốc kia vào lên không. Kìa, quân đằng sau. Rồi, nếu mà chúng ta lùi lên chân dốc thì đồ bàn đang muốn đổi. Cẩn thận. Khá nhói nha. Đồ bàn bắt đầu công lên rồi. Rất nhiều quân. Dù là lên chân dốc nhưng mà đồ bàn vẫn đang rất đông quân. Vừa đi công và vừa thủ vẫn khó trong trận yếu này. Tiếc quá, chết hai con nông dân. Bên trong giò mà kiểu còn có không? Đây vẫn có bên trong đây. Nhưng mà cũng khá sâu. Chặn cây gỗ đi. Maxi và Phô đó là quân cho trận đấu chung kết trong trận đấu thứ 3. Ba trận đấu chung kết. Có quả phụ dành cho anh lớp rồi nhưng mà bài mà chúng ta không chưa có đồ đồ về rất ảnh hưởng đấy, với việc mà quả nó khá là lồng hoàng kiểu như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc sóc dân. Đây rồi, có bầy hiêu xa nhà quá. Bây giờ dân cũng mang ngang nhau thôi.
Oklahoma, Alabama, Alabama, Donahue, Alabama, Florida, Omas, Omas, Rogan, Alabama, Donahue, Alabama, Omas, Oklahoma, Alabama, Alabama, Omas, 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 Oklahoma, Alabama, Omas, Omas, Alabama, 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 Alabama. Thiếu tầm một quả nữa, một quả sáu nữa. Một quả này, một quả phụ cũng là một quả róc rách rồi. Xấu xấu cơ, xấu xấu bẩn bẩn cơ. Nhà là khuôn rồi, vàng là vàng trong. Quan trọng là đồ ăn thôi. Trong chấm đen này được lòi ra đôi voi. Bằng dân nhau nhá. Và là những cái e của anh lớp đang muốn muốn khung lại cái nhà của mình thì phải. Tao xem nào, trận chung kết thôi. Rất là quan trọng. Rogan. 19% và đánh 25 dần thôi, một bài lên đời. Họ muốn ép ít dần để lên đời sớm rồi. Yuri, Isa, Isa. Yuri, Oklahoma, Oklahoma, Omis. Nhà đó bạn đã thấy 12 giờ. 20% có xe giò. Đây rồi, nhà của bạn đã đến nhà ông ta rồi. Con giò của bạn trên dốc, bây giờ chúng ta ngược lại thôi. Rồi, chết giò. Ui, vụt vụt cái là chết đấy. Ui kìa. Không sao, không sao, bây giờ không cần phải cứu nhiều con giò này nữa. Quan trọng là đá bàn đã, để có lực lực. Vậy cũng như cố gắng cơ cấu được cái nhà của mình. Ui giời, mấy cái khúc xương mấy con nông dân cảm giác là nó khá là kìa, chết rồi. Nào, liệu đầu một cũng có chơi một bài những cái trận đấu trước của anh lớp không? Anh xem một cái chiếc nhà BS kia có ken được gỗ không nhanh nhá. Kìa có lạc đào kìa. Nhanh 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 nhanh. Bên kia có ken được gỗ không? Rồi xong rồi xong rồi xong rồi, vò được nhà. Chuyển A luôn đây. Chuyển A luôn nhá. Cũng đánh như trận đấu trước của anh lớp luôn. Hai đội dân ra sửa. Cứ phải bình tĩnh.
từ từ ra. Có E nữa thì bây giờ thì không biết là nó liệu có. Rồi, một Y rồi thì chắc chắn là không đâm được rồi. Mà một Y thế nhở, bên này, bên này. Mới có cung A một áo thôi. Chưa quá khỏe cho đồ bạn. Dân ăn hoang ngoài không. Đang ra được rất nhiều ruộng và lực lực là khá ổn được cái lớp. Cố lên, cố lên. Đây rồi, tôi đàn hoàng. Cố nào. Cung A bắt đầu có và chắc chắn là đồ bàn, tôi nghĩ là đồ bàn sẽ là người mà đẩy luôn. Cố lên, cố lên. Chết đi, hai con lạc đà này phải chết. Anh ơi, kích, 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 kích. Rồi, bắt đầu xin cung A một áo nào. Cẩn thận, họ sẽ, em nghĩ là đồ bàn sẽ công lên mặt hàng E kia đấy. Có lẽ sẽ là hai lớp luôn. Chúng ta có bây giờ để gỗ đã. Anh lớp đang muốn để gỗ để xây A trước. Đấy, họ đang vẫn muốn công vào cái mặt bằng này. Xin cung A một áo nha anh ơi. Rồi. Đúng là đồ bàn đang công vào mặt bằng này. Căng nha. Đánh chậm lại cũng được. Tôi nghĩ rằng với cái việc mà chúng ta có hai lớp kia thì đồ bạn cũng chưa công được đâu. Rồi, cũng bắt đầu có cung A một áo rồi. Có hai áo rồi. Bây giờ sẽ là tình huống tăng thêm những chiếc nhà bia. Tôi thấy là cái lượng ruộng của anh lớp cũng đang khá ổn để có thể xin thêm những chiếc nhà bia. 7E. Rồi. Y đâu rồi, Y đâu rồi, đồ bạn đang đào. Y đang không thấy ở đây. Y đâu rồi? Nói thế nhở. Vẫn thủ được thôi, nhưng mà chúng ta sẽ mất lượng lực đấy. Chú ý nha, chú ý cung A nha. Và cả những con Y nữa để bắt quân. Đồ bạn đang công tiếp lên đây đấy. Con Y chúng ta đâu rồi? Nhanh lên. Còn chịu thế. Con Y của Maxi đi chậm quá. Đều quân. Họ chắc chắn sẽ ít ăn những con đồng dân của mình. Làm lại 42. Ôi, cơ cấu lại lượng ruộng thôi. Nhanh, 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 nhanh. Không sao, không sao. Hiện tại mới là 3A thôi, nhiều gỗ để có thể ra ruộng. Nó như cắt thêm vực này được bản công luôn. Đặt gỗ 2 và hình như là công luôn. Chúng ta 47 dân rồi. Có thế à rồi.
Vậy là kèo thi đấu chúng ta kết thúc tại đây. Chung cuộc chúng ta để thất thủ với tỷ số là 0-3. 3 trận đấu liên tiếp thua trong cái trận chung kết. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ cho các vị thủ chúng ta. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những kèo thi đấu tiếp theo.